Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ cùng chúng ta phân tích các bài toán liên quan đến chuyển con lắc lò xo treo thẳng đứng. Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Trước tiên thầy sẽ nói thế nào con lắc lò xo treo thẳng đứng là như thế nào? Khi không treo vật thì lò xo ở trạng thái tự nhiên, thầy gọi là L0. Rồi, khi treo vật vào rồi thì nó sẽ giãn ra một đoạn. Thầy gọi là delta L0. Delta L0. Thế thì ở đây trước tiên ta sẽ khai thác các vấn đề liên quan đến đại cương con lắc lò xo, tức là nói đến chu kỳ tần số góc. Đúng không? Thế thì ở vị trí cân bằng này chịu tác dụng của hai lực. Có trọng lực P, phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới, và lực đàn hồi, phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. Ở đây là vị trí cân bằng. Thế ở vị trí cân bằng thì chúng ta sẽ có là P bằng F đàn hồi về độ lớn. Đúng không? F đàn hồi về độ lớn. Từ đó chúng ta sẽ có là M nhân G bằng K nhân delta L0. Điều đầu tiên là thầy có công thức tính độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Delta L0 bằng MG chia cho K. Đó. Hoặc là thầy sẽ suy ra biểu thức là gì nhỉ? K trên M. K trên M sẽ bằng G chia cho delta L0. Từ đó chúng ta sẽ có cái công thức về omega. Omega bằng căn bậc 2 của K trên M là công thức tổng quát với con lắc lò xo, đúng không? Treo nằm ngang hay treo thẳng đứng đều được cả. Thì ở đây chúng ta sẽ thay vào bằng căn bậc 2 của G chia cho delta L0. Đó. Rồi ta sẽ có được là F bằng 1 trên omega trên 2pi. Thì sẽ là 1 trên 2pi căn bậc 2 của G chia cho delta L0. Delta L0 là độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Đúng không? Thế rồi chúng ta sẽ có là chu kỳ bằng 2pi căn bậc 2 của delta L0 chia G. Bởi vì T bằng 2pi trên omega. Trước tiên chúng ta khai thác được ba anh như thế này cái đã. Đúng không? Ba anh như này đã. Không biết có hỏi gì không? Chưa chắc đã hỏi đúng không? Tiếp tục. Tiếp tục thầy sẽ nói đến chiều dài của lò xo. Chiều dài. Chiều dài thì chúng ta sẽ thấy đơn giản như thế này. Có thể thầy vẽ lại cái hình. Đúng không? Vẽ lại cái hình. Đây là lò xo ở vị trí cân bằng. Sau đó nó dao động lên một đoạn là A. Và nó sẽ dao động xuống một đoạn là A. Đúng không? Thế thì nếu mà nó xuống vị trí thấp nhất này, chúng ta sẽ có L max. Nếu nó lên vị trí này là L min. Chiều dài cực tiểu. Đúng không? Mà ở vị trí cân bằng này thì thầy sẽ có gì? L cân bằng bằng gì? Bằng độ biến dạng ở vị trí cân bằng cộng với chiều dài tự nhiên. Đúng không? Cộng chiều dài tự nhiên delta L0. L cân bằng sẽ bằng L0 cộng với delta L0.
Thế thì lấy L cộng bằng cộng với A thì sẽ ra L max. Ta sẽ có L max bằng L0 cộng delta L0 cộng với A. L min bằng L0 cộng delta L0 trừ đi A. Đó. Thế thì cũng có thể suy ra được là A, à biên độ A, à đây là L max trừ đi L min nó sẽ là 2A. Cho nên A sẽ có thể tìm theo công thức là L max trừ đi L min chia cho mấy? Chia cho 2. Hiện tại là thế đã. Đúng không? Sau đó thầy sẽ nói thêm về lực đàn hồi. Đúng không? Thầy sẽ nói thêm về lực đàn hồi. Rồi, các bạn là một số bạn lại tranh thủ vào đây là cãi nhau. Thôi, không cãi nhau nữa. Thầy sẽ nói đến lực đàn hồi. Rồi, thầy xóa cái phần này đi. Nói lại lực đàn hồi cho nó mạch lạc. Thầy sẽ nói đến lực đàn hồi. Lực đàn hồi thì chúng ta nhớ cho thầy độ lớn của lực đàn hồi bằng K trị tuyệt đối của delta L. Trong đó delta L bằng chiều dài tại vị trí chúng ta xét trừ đi chiều dài tự nhiên. Độ biến dạng. Đấy. Độ biến dạng. Rồi. Thế thì cái phương và chiều thì nhớ cho thầy là F đàn hồi luôn luôn cùng phương ngược chiều biến dạng. Nếu lò xo bình thường như thế này. Rồi. Nếu lò xo giãn. Đó, thì nó sẽ hướng ngược lại ở hai đầu, đây là giãn. Nếu lò xo nén thì nó sẽ hướng ra bên ngoài. Đó, chống lại sự biến dạng. Đây là nén. Đó là nói chung về lực đàn hồi. Bây giờ thầy phân tích lực đàn hồi trong trường hợp con lắc lò xo treo thẳng đứng. Xin chào bạn Phạm Quyên. Bạn hỏi gì thì bạn cứ... Ok, lần nữa thầy sẽ chấp nhận lời mời kết bạn. Ok. Thế bây giờ nói đến con lắc lò xo treo thẳng đứng. Đây là chiều dài tự nhiên. Độ biến dạng. À, nó ở vị trí cân bằng đây. Giãn thêm đoạn delta L0. Đây là vị trí cân bằng. Thế thì giả sử trường hợp đầu tiên là A lớn hơn delta L0, tức là lên một đoạn.
và nó xuống một đoạn đúng không? Lên đoạn A và xuống một đoạn A. Thế bây giờ thầy sẽ xét lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu. Nào, xuống đây chắc chắn là cực đại. Đúng không? Thế thì nó sẽ giãn một đoạn là gì? Là từ đến, từ đây đến đây. Đúng không? Thế ta sẽ có F đàn hồi max. Sẽ bằng K nhân độ biến dạng delta L0 cộng với cộng với A. Đúng không? Cộng với A. Đây, xuống đây là giãn, giãn bằng này. Thế bây giờ ta đang xét độ lớn của lực đàn hồi, chúng ta không xét về dấu. Đó. Thế bây giờ qua vị trí này là qua vị trí lò xo không không biến dạng. Đúng không? Qua vị trí này là lò xo không biến dạng. Cho nên ta sẽ có ở vị trí này lực đàn hồi min, F đàn hồi min sẽ bằng bằng 0. Bởi vì có vị trí lò xo không biến dạng mà. Còn chỗ này là nén nhưng lực đàn hồi vẫn là khác khác 0. Rồi, đây là trường hợp A lớn hơn hoặc bằng delta L0. Thế bây giờ thì lại giả sử nó lại dao động lên một đoạn này thôi. Lên một đoạn ngắn này. Xuống một đoạn ngắn này. Đây là A, đây là A. Thế thì nó đến vị trí này. Nó vẫn giãn đúng không? Vẫn giãn đến vị trí này. Thì lúc này cái độ biến dạng của nó là cái đoạn này. Đó. Cái đoạn thầy gọi là delta L này này thì nó chính bằng gì đây? Chính bằng cả cái delta L0 là đoạn này trừ đi A. Trừ đi A, đúng không? Chính bằng delta L0 trừ đi A. Cho nên là trong trường hợp này thì F đàn hồi min bằng K nhân với delta L0 trừ đi A, đúng không? Trong trường hợp A nhỏ hơn delta L0. Đúng không? Delta L0. Rồi. Bây giờ thầy xét đến chiều của lực đàn hồi. Chiều lực đàn hồi. Đó, thầy cũng xét hai trường hợp. Một trường hợp A lớn delta L0 và một trường hợp A nhỏ hơn delta L0. Thầy xét đến lực đàn hồi. Thầy xét trong trường hợp A lớn hơn delta L0. Delta L0. Đây là L0. Đó. Đây vị trí cân bằng đây. Mà thầy xét A đây. Đây. Thế đến vị trí này là lò xo không không biến dạng, đúng không? Vị trí này thì F đàn hồi bằng bao nhiêu? Bằng 0. Đó. Còn trên này thì lò xo đang nén. Đúng không? Nén thì chống lại nén thì lực đàn hồi phải hướng xuống, đúng không? Lực đàn hồi lên chỗ này là nén, đúng không? Vượt lên trên cái vị trí lò xo không biến dạng là nén. Nén thì chống lại nén thì nó phải hướng xuống. F đàn hồi. Còn bên dưới này là giãn, cho nên lực đàn hồi hướng lên để chống lại sự biến dạng. Đúng không? Chống lại sự biến dạng. Còn trường hợp mà lò xo luôn luôn giãn thì tất cả đều hướng lên, đúng không? Tất cả đều hướng lên. Đây là thầy lại vẽ lại cho trường hợp mà A nhỏ hơn delta L0 luôn luôn giãn. Các bạn hãy chuẩn bị những cái câu hỏi liên quan đến con lắc lò xo treo thẳng đứng để thầy sẽ giải đáp với những bài cụ thể. Thầy lại tiếp tục vẽ trong trường hợp thứ hai. Delta L0. L0. Đúng không? Vị trí cân bằng đây. Vị trí cân bằng. Rồi, thế là lại thầy lại cho A lại nhỏ hơn delta L0. Là lên một đoạn ngắn này. Xuống một đoạn ngắn này.
à đúng không? Thế lên tới vị trí này nó vẫn gì? Nó vẫn giãn đúng không? Vẫn giãn, xuống đây cũng vẫn giãn. Mà giãn thì lực đàn hồi ngược chiều biến giãn, tức là hướng về vị trí lò xo không giãn. Cho nên lực đàn hồi trong này luôn luôn hướng lên. Đấy. Thế thì bây giờ thầy sẽ nói đến lực phục hồi, sau đó thầy phân tích trong trường hợp này lực phục hồi phương chiều như thế nào nha. Lực phục hồi hay là hồi phục thì là F phục hồi bằng trừ K Kx. Tức là chúng ta suy ra hướng của nó là gì nhỉ? Vector F phục hồi luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét từ biên luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Đây. Đấy. Thế đây là F phục hồi luôn luôn hướng về vị trí cân bằng, nó là hướng của gia tốc luôn đúng không? Bên này cũng thế. Đây, thầy vẽ rộng ra chỗ này. Thì luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Đây. F phục hồi. Bên dưới này thì nó lại hướng lên. Đúng không? Luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Đó là F hồi phục. Đó. Đây là sự so sánh, cho nên có những thời điểm là gì? Lực phục hồi và lực đàn hồi cùng hướng nhưng cũng có thời điểm là ngược hướng. Cho nên có một năm là chúng ta sẽ có cái đề thi là hãy tìm thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều với lực phục hồi. Định nghĩa giùm em A là biên độ dao động, là cái độ lệch khỏi vị trí cân bằng về hai phía, đó là biên độ. Còn độ biến dạng ở vị trí cân bằng là ở vị trí cân bằng nó giãn thêm một đoạn bằng bao nhiêu, đúng không? Đây là độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Lấy chiều dài ở vị trí cân bằng trừ đi chiều dài tự nhiên. Đó. Thầy sẽ giải đáp của bạn Đức An. Bài của bạn Đức An như sau. Đây, Nguyễn Đức An. Bài bạn như sau, một con lắc lò xo treo thẳng theo phương tử đứng với phương trình x bằng 4 cos 5 pi t trừ pi trên 6 m bằng 200 gram bằng 0,2 kg, chiều dài tự nhiên l0 bằng 30 cm. Tìm thời gian ngắn nhất khi dao động đến lực đàn hồi có độ lớn bằng 3 Newton. Tức là từ thời điểm T bằng 0 đến cái thời điểm mà F đàn hồi bằng 3 Newton. Đây là thời gian ngắn nhất. Đó. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn bài này. Trước tiên chúng ta sẽ khai thác được gì? Omega. Đúng không? Omega bằng 5pi. Được chưa? Ta sẽ có omega bằng căn bậc 2 của K trên M. Từ đó thầy sẽ suy ra lực là K bằng M omega bình bằng 0,2 nhân 5 pi tất cả bình phương. Pi bình phương thầy lấy bằng 10. Chỗ này sẽ bằng 50 Newton trên mét. Được chưa? Sau đó thầy khai thác này, F đàn hồi bằng K trị tuyệt đối của delta L0. Đúng không? Delta L0 bằng
Ta sẽ có F sẽ bằng 3, K sẽ bằng 50 nhân trị tuyệt đối của delta L0. Thế từ đây thầy sẽ có delta L0 bằng 3/50. 3/50 mét thì sẽ bằng 6 cm, đúng không? Mà như thế là chúng ta sẽ thấy là đây là trị tuyệt đối delta, trị tuyệt đối delta L, không phải delta L0, trị tuyệt đối delta L tức là độ biến dạng ở vị trí đó, đúng không? Độ biến dạng ở vị trí đó. Ở đây biên độ A bằng 4 cm. Đó. Thế bây giờ là pha ban đầu nó ở vị trí trừ biên 6, thì khi nào nó đến vị trí 6 cm? 6 cm vậy nó đang giãn hay nén? Giãn. Đúng không? Nó đang là 6 cm. Thế thì thầy cần phải tìm độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Đây, thầy sẽ phải tìm độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Thế thì thầy phải phân tích được x nó bằng bao nhiêu, đúng không? Độ biến dạng ở vị trí cân bằng. Delta L0 bằng mg chia cho k bằng, thấy nhớ, m là 0,2, g là 10, k là 50, thì chỗ này sẽ bằng bao nhiêu? 1/25, đúng chưa? 1/25 mét, đổi ra cm thì nhân với 100 thì nó sẽ là 4 cm. Được chưa? Thế thì ta sẽ phân tích cái bài toán này. Ở đây delta L0 và A bằng nhau. Thầy sẽ phân tích bài toán này. Đây là L0 này. Đây là delta L0 này. Đúng không? Delta L0 mà nó sẽ dao động lên và xuống. À, lên và xuống A bằng delta L0. Thầy sẽ vẽ cái vòng tròn lượng giác đây. Đây, x đây, trục chuẩn delta đây, vị trí cân bằng đây, đây là -4, đúng không? Độ biến dạng bằng luôn biên độ mà, đây là dương 4, được chưa? Thế thì khi nào thì nó giãn một đoạn 6 cm? Giãn một đoạn 6 cm, à đây, giãn một đoạn 6 cm. Trước tiên thầy sẽ xem vị trí -π/6 đã. À, -π/6 nó đây này. Đây. Đây vị trí M0 xuất phát đây. Đây là -π/6. Đúng không? Tiếp tục nó đến với vị trí là giãn 6 cm. À, chỗ này là giãn mấy? Giãn 4, giãn thêm 2 nữa, đúng không? Đây, giãn thêm 2 nữa. Đấy, giãn thêm 2 nữa. Mà từ vị trí này chuyển động, đúng không? Đây là giãn thêm 2 nữa. 2 cm. Đây là 4 cm. À, vậy nó đến cái vị trí này, đúng không? Thế cái đoạn này là mấy? Là 2, đúng không? Là 2. Đến vị trí M này. Nếu tính được góc quét này thì chúng ta sẽ tìm được thời gian, đúng không? À, ta dễ dàng tìm được góc này là pi trên mấy? π/6. Còn cái này là ta tìm cốt. Ở đây thì gọi là góc này là góc gì? α0.
đúng không? Ta có là cos alpha 0 bằng kề là 2, huyền là 4 bằng 1/2. Từ đó thầy sẽ suy ra alpha 0 bằng pi trên 3. Thế thì góc quét từ điểm M0 đến M thì là góc này. Thì sẽ là pi trên 6 cộng với pi trên 3. Tức là nói về pha thì nó là âm pi trên 6, nhưng về góc hình học thì nó là pi trên dương pi trên 6. Ta sẽ có góc alpha bằng pi trên 6 góc quét đấy cộng với pi trên 3 thì bằng pi trên 2. Suy ra thời gian delta t bằng alpha trên omega bằng bao nhiêu? Pi trên 2 omega bằng 5 pi thì sẽ bằng 1/10 giây, tức là bằng 0,1 giây. Vậy thời gian đi từ vị trí ban đầu đến vị trí nó giãn 6 cm là 0,1 giây. Đó, đó là câu trả lời của bạn Nguyễn An. Thầy trả lời thêm một câu của bạn thứ hai là của bạn Nhị Gia. Thực ra bài Nhị Gia thì cũng có thể xử lý như thế. Có lẽ thầy trả lời bài của bạn Nguyễn Hồng Hải trước. Có lẽ thầy trước một bài nữa, sau đó chúng ta sẽ tập hợp lại các bài để hôm sau thầy chữa chi tiết hơn để cho chúng ta dễ hình dung. Bài của bạn Tuyết Nga Trương. Con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm. Lò xo có độ cứng 10 N/m. Treo vật nặng có khối lượng 0,1 kg. Kích thích cho nó dao động điều hòa biên độ A bằng 20 cm. Xác định tỷ số lò xo nén và giãn. Khi có tỷ số lò xo nén và giãn thì chúng ta sẽ khẳng định được là chắc chắn là độ biến dạng ở vị trí cân bằng delta L0 ấy, chắc chắn khẳng định được là delta L0 nhỏ hơn A. Đó, delta L0 nhỏ hơn A. Ta sẽ tìm được delta L0, đúng không? Delta L0, delta L0 bằng MG chia cho K, 0,1 × 10. K là 10 bằng 0,1 m bằng 10 cm. Thầy sẽ tìm được thời gian nén như sau. Thực ra là chúng ta có cái công thức tính dựa vào cái bài lò xo nén giãn trong một chu kỳ ở cái lý thuyết. Các em xem lại, thầy không hình thành lại nữa, thì thầy chỉ được tính cos. Đây là dựa công thức nhá, thì có công thức. Chúng ta xem ở cái bài là lực đàn hồi, lực phục hồi thời gian lò xo nén giãn ấy. Lực đàn hồi, lực phục hồi chiều dài lò xo ấy. Thì ta sẽ có này, là ta sẽ tìm cos alpha sẽ bằng delta L0 chia cho A bằng 10 chia cho 20 bằng 0,5. Thì suy ra alpha bằng pi trên 3. Từ đó chúng ta suy ra thời gian lò xo nén là t nén thì bằng alpha chia cho omega hoặc alpha chia 2 pi nhân với t. Ở đây chúng ta sẽ có omega bằng căn bậc 2 của k trên m bằng 10 chia cho m là 0,2 thì bằng bao nhiêu? 10. À xin lỗi, 0,1. Thì chỗ này là 10 radian trên giây. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được T nén. À xin lỗi, T nén phải là 2 alpha chia omega. 2 alpha. Thì chỗ này chúng ta sẽ có 2 nhân pi trên 3
chia cho 2pi. À xin lỗi, là chúng ta chia cho omega luôn. 2 nhân pi trên 3 chia cho omega là 10. Thế thì nó sẽ bằng pi phần 15. Đó. Còn T giãn sẽ bằng 2pi trừ đi 2 alpha chia cho omega bằng 2pi trừ 2 nhân pi trên 3 chia cho 10. Đúng không? Thì cái này nó sẽ là 4pi trên 3 đúng không? Chia cho 10 thì bằng 2pi chia cho 15. 2pi trên 15 thì chúng ta sẽ suy ra T nén, T giãn sẽ bằng 1/2. Hoặc nếu là thầy có kinh nghiệm rồi thì ta có thể là chú ý. Nếu có một cái hệ quả một bài toán này, nếu A bằng 2 lần delta L0 thì suy ra T nén, T giãn sẽ bằng 1/2. Đấy. Còn nếu A bằng căn 3, à căn 2 chứ, căn 2 delta L0 thì suy ra tỷ số T nén, T giãn bằng 1/3. Cái này chứng minh được. Cái này chứng minh được. Đấy, thầy kiểm tra T nén, T giãn 1/3. Thực ra là có rất là nhiều bài liên quan nữa. Nếu chúng ta tập hợp lại, hôm sau thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một buổi tất cả vấn đề liên quan đến lực đàn hồi, lực phục hồi. Đó, chúng ta kiểm tra lại cho thầy cái nhận xét này xem thế nào nhá. Khi chúng ta xem về lực đàn hồi, xem nó có phải là căn 3 hay là căn 2 nhá. Thầy nhớ không nhầm là căn 2 để thầy kiểm tra lại. Nếu nén, thế thì T nén nó bằng, anh kia là chiếm 1/4, T trên 4. T trên 4 thì sẽ bằng alpha trên pi nhân T, pi trên 4. Đúng rồi, căn 2 trên 2. Rồi, cái này chính xác rồi. Thế chúng ta sẽ xem thêm và hôm tới chúng ta sẽ tập hợp lại thành một cái file. Thầy sẽ chữa tất cả các bài tập này. Có lẽ chúng ta vừa làm, vừa ngắm và tự cùng hỏi đáp trên cái group 2002 hạ gục môn vật lý. Chúc các em tự tin thành công với các bài toán liên quan đến con lắc lò xo treo thẳng đứng. Hẹn gặp lại các em vào thứ bảy tuần sau. Xin chào tạm biệt.